hội cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động chữ thập đỏ với 7 nội dung quy định theo luật chữ thập đỏ, tiếp tục tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong các hoạt động nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng cần quan tâm, góp phần giáo dục, nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần nhân đạo, nhân ái trong nhân dân. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội chữ thập đỏ vào sáng nay. Trong nhiệm kỳ 2010-2017, Hội chữ thập đỏ đã thu hút được nguồn lực to lớn cho hoạt động nhân đạo, giúp đỡ cho nhiều gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong thiên tai, đã có mặt kịp thời để cứu trợ, hỗ trợ cho người bị thiên tai, bão lũ, góp phần cho công tác an sinh xã hội, thực hiện được nhiều mục tiêu quan trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của hội. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là còn có một số hoạt động tự phát chưa được quản lý tốt, dẫn đến chồng chéo, trùng lắp về đối tượng, cách thức, biện pháp thực hiện, làm cho hiệu quả ở một số nơi cũng chưa cao. Chính vì vậy mà công việc rất quan trọng là tôi đề nghị với Hội chữ thập đỏ Việt Nam chú ý nắm bắt, có thông tin hướng dẫn, cung cấp các địa chỉ nhân đạo cùng với cấp chính quyền nhằm tổ chức định hướng các hoạt động nhân đạo đúng địa chỉ, đúng đối tượng. Thủ tướng yêu cầu hội cũng cần nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy nâng cao vai trò tổ chức thực hiện của hội, đồng thời quan tâm phát triển hệ thống tổ chức chữ thập đỏ ở cơ sở, chú trọng công tác đào tạo cán bộ tình nguyện viên. Chúng ta lo làm không mà không lo nghĩ đến cái việc tổ chức hệ thống đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức quản lý, phát triển đội ngũ tình nguyện, không ạ? Những điều quan trọng mình làm thôi nổi hay không chứ, trong khi dân ta đi gần 100 triệu dân rồi mà đối tượng mà ông ta lo đó nhạy cảm đa dạng địa hình thế này thì không có hội viên, đội ngũ tình nguyện viên công tác hỗ trợ rất khó khăn. Thủ tướng đề nghị Hội chữ thập đỏ Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo để có cách làm thu hút sự hỗ trợ của quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động của hội. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tạo điều kiện thuận lợi để hội phát huy vai trò của mình.